cận cảnh chạy nước rút hoàn thành các khu tái định cư cao tốc Bắc Nam để cán đích theo đúng kế hoạch đề ra. Thời điểm này, các đơn vị thi công những khu tái định cư phục vụ công tác tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi, Hoài Nhơn - Bình Định đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thiện và bàn giao công trình vào cuối tháng 6 năm 2023.